Hiện nay, vấn đề chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là làn da đang được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm và đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, đây cũng là cơ hội cho những sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc da lên ngôi. Alka Gtuta giúp chống lão hóa hoàn hảo, thăng hoa trong tình yêu, cải thiện giấc ngủ, sức khỏe vốn quý mà bất cứ ai đều muốn có và duy trì trạng thái tốt nhất có thể. Alka Gtuta sẽ là sản phẩm độc đáo mang lại những gì bạn mong muốn. Ai nên sử dụng Alka Gtuta? Là sản phẩm đã được cấp giấy phép chứng nhận về độ an toàn, nên Alka Gtuta phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây nên sử dụng sản phẩm này để chăm sóc da hàng ngày. Người có vấn đề về da như da sạm đen, thiếu dưỡng chất, viên uống này sẽ giúp cải thiện làn da của bạn một cách đáng kể, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho da. Người bị lão hóa da hoặc đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, những đối tượng này thường lo lắng về làn da xuất hiện nhiều nếp nhăn hoặc mất cân bằng hormone dẫn đến da không tự sản sinh collagen. Alka Gtuta sẽ giúp bạn loại bỏ những vấn đề trên, trả lại cho bạn một làn da căng bóng, tươi trẻ của tuổi xuân. Người muốn chăm sóc da, ngoài những vấn đề trên, những chị em phụ nữ muốn tìm một loại sản phẩm để dưỡng và duy trì vẻ đẹp của da, thì đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Đối với phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú nên nghe lời khuyên của bác sĩ trước khi quyết định sử dụng viên uống này. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm viên uống làm đẹp da, trắng da chống lão hóa Alka Gtuta. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Alka Gtuta giá bao nhiêu tiền, Alka Gtuta mua ở đâu, chính hãng. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Alka Gtuta giá bao nhiêu tiền? GIA 1.800.000 Việt Nam đồng trên hộp. Xuất xứ Việt Nam. Hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Viên uống đẹp da Alka Gtuta hiện được nhà sản xuất phân phối tại Việt Nam với giá chính hãng 1.800.000 Việt Nam đồng trên hộp. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và check mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Alka Gtuta mua ở đâu, chính hãng. Bạn nên đặt mua sản phẩm Alka Gtuta trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ có giá thành tốt nhất và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ. Chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm Alka Gtuta. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Alka Gtuta chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Alka Gtuta để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.